Hello anh em, mình là Kiên Mutun. Ở cái clip lần trước ấy thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà vào cái bộ bả biên ở đây, vào cái lốc này một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất và an toàn nhất. Và đã chia sẻ với anh em cái cách mà sắp cho mình một cái bộ số của con ẹc 150 này, đơn giản nhất. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà lắp cái bộ số này vào cái lốc máy của con ẹc một cách đơn giản nhất. Thì mình có thấy là nhiều anh em chia sẻ và anh em lắp cho mình một cái cụm mà gồm 3 cái trục nhé. Một cái heo số và một trục sơ cấp và một trục thứ cấp của cái bộ số này. Như thế thì nó hơi vất vả cho những cái anh em nào mà mới tập làm ấy, nó cũng hơi khó làm, anh em sẽ khó lựa. Thì bây giờ anh em sẽ làm cho mình như này. Một cái trục nó đang nguyên vẹn như này thì anh em có thể rút cái thằng này ra. Anh em lưu ý đây sẽ có một cái lòng đen và đây sẽ có một lòng đen dày như xe, trên xe gym xe quay đó nhá. Ok, thì bây giờ anh em chỉ cần tì tay vào đây cho mình và anh em thả xuống đây. Đó, nó đã vào rồi ạ, rất là đơn giản, từng trục một vào thôi nhá. Ok, thì bây giờ cái trục này thì nó liền một bộ như này rồi. Thì anh em sẽ lựa cho mình cái đoạn chạy này này. Đó, thì anh em sẽ lựa tầm này. Thì anh em sẽ thả vào. Đó, rất là đơn giản đó, nó chạy rồi đó. Bây giờ anh em có thể xoay này, đó, rất là đơn giản. Ok, thì bây giờ anh em chỉ cần thả cái thằng này vào thôi. Anh em lưu ý ở đây nó sẽ có một cái khâu tròn ở đây nhá. Đó, khâu đây ạ. Ok, thì bây giờ anh em thả vào thôi. Như thế này là chạy rồi đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà cho cái bộ càng cua này vào. Thì anh em hãy lưu ý cho mình nhá. Cái bộ này ấy, thì nó sẽ con nào vào cái bộ đấy, vào cái chỗ đấy nhá, nó sẽ không lắp sai được nhá. Thì anh em sẽ để ý cho mình cái khuyết này này. Đó. Thì ở trên cái càng cua dưới cùng của cái bộ số ở đây thì anh em sẽ để ý nó sẽ cái lần khuyết này nó sẽ hướng về phần bả biên anh em nhé. Thì để mà lắp được cái này vào thì chỗ này nó sẽ có một cái gờ rất là cao, thì anh em sẽ lấy tay anh em nâng này lên một tí và anh em lùa vào, đơn giản đó. Rồi ok, khi anh em lùa vào rồi thì anh em lại thả nó vào đây. Đấy, nó vào đúng cái khớp này của nó đây. Chỗ này nó cũng hơi tối một tí để mình xoay lên ngang sáng. Đó, anh em nhìn thấy chưa ạ? Thì khi mà lắp vào ấy thì nó sẽ có một cái suốt chạy từ trên xuống, nó chống vào đây, nó sẽ giữ đây, định vị đây. Ok, thì bây giờ là đến cái thứ hai. Cái thứ hai này nó sẽ là của cái sơ cấp ở cái trục côn này nó đưa ra để nó vào bộ số đó. Thì đồng nghĩa việc như vậy thì nó sẽ, à đây, nó là cái này, xin lỗi các anh em, nó là cái này. Anh em để cái khuyết này, cái cục sơ cấp này thì nó sẽ quay về hướng về cái bộ số anh em nhé, hướng sẽ về cái nhông số thứ cấp ở đây. Thì ở đây nó sẽ có cái con nhông nó chạy ở đây đó. Thì anh em sẽ kéo nó lên một tí để nó vào cái khe hèm này này, anh em sẽ luốt nó vào đây đó. Còn anh em lắp ngược nó vẫn vào nhá, nhưng mà anh em sẽ không đi được số đó. Anh em để này nó thẳng đó. Ok, thì bây giờ nó sẽ là như này đó, rất là đơn giản thôi. Bây giờ đến con thứ ba. Con thứ ba tương tự như cái con thứ nhất đấy, thì nó có cái khuyết đây, nó sẽ quay về đằng bả biên. Thì con này nó trên cao thì anh em cứ thế là lùa vào như này đó. Thì bây giờ nó đã thành một cái đường thẳng đó. Ok, như này thành một đường thẳng rồi. Thì bây giờ anh em chưa cắm cái suốt ở đây vội à, anh em chưa cắm cái suốt ở đây vội thì anh em sẽ đẩy cái này dịch vào đó. Anh em sẽ đẩy nó dịch vào. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đặt cái con heo số này vào. Ở đây là sẽ có một cái bông mai có cơ cấu để chuyển số ở đây, nó móc vào đây. Thì anh em cứ thế là anh em đặt vào. Thì anh em sẽ nhìn cái đây nó sẽ có một đầu cuối và đầu đỉnh ở đây. Thì anh em sẽ quay cái đơ chiều này vào hướng về đường này nhé. Đó, anh em đặt nó vào. Ok, thì bây giờ anh em sẽ sắp. Anh em sẽ sắp cho mình. Về chỗ này nó sẽ hơi mắc một tí, thì anh em có thể lấy những cái tô vít chẳng hạn, để anh em gạt. Anh em có thể lấy những cái tô vít anh em lấy. Đó. Anh em lấy sao cho ba cái này nó trên một đường thẳng và nó sẽ chạy vào cái hèm. Anh em sẽ nâng nó lên một tí. Nó sẽ chạy lên chạy xuống và anh em sẽ nâng. Ok, bây giờ là đến con này. Đó, anh em sẽ nâng vào.
và cái con ở dưới này nữa. Anh em sẽ tóm ra đằng sau này, anh em sẽ nâng nó lên để nó vào đúng cái khớp của nó đi. Ok, giờ còn con dưới cùng này, con này nó sẽ hơi khó một tí vì nó ở trong cùng. Nhưng mà cái cách lắp kiểu này thì anh em mới lắp vẫn lắp bình thường, nó sẽ dễ hơn là anh em phải lắp một lúc cả ba cái. Rồi, bây giờ anh em khi anh em lùa vào được rồi thì anh em sẽ xoay cái con heo số ở đây. Rồi ok. Đó, cả ba cái nó đã vào rồi đó. Anh em ở cái góc này anh em sẽ có nhìn, mình sẽ nghiêng. Đó. Anh em để ý đây, nó sẽ vào rồi, nó sẽ như này. Đó. Nó đã vào rồi đó. Thì việc còn lại bây giờ anh em sẽ xỏm cái suốt này vào đây. Mình sẽ đặt lại con này, nó vừa mới bị tuột ra rồi. Cái cách thức này thì nó đơn giản, nó lắp từng cái một nó sẽ nhàn cho anh em. Ok, thì bây giờ là như thế này thì ở đây nó sẽ có một cái lỗ, thì anh em sẽ đút cái lò xo này vào. Để đút cái lò xo này vào nó khỏi bị rơi khi mà mình cắm nó xuống thì anh em cần cho một tí mỡ vào đây. Đó, anh em xò vào đây. Ok, thì bây giờ anh em sẽ làm từng con một. Thì anh em sẽ lay từng con một nhá. Đó, nó sẽ định vị vào được đúng cái vị trí của nó thì nó sẽ khỏi rơi ra. Còn kia là mình hướng dẫn anh em từng con một thì như thế là nó sẽ không có cái gì nó giữ, nó sẽ rơi ra. Ờ, ok, nó đã được hai con rồi đấy. Và bây giờ thì con thứ ba thì mình sẽ cầm một cái lan hoa đây hoặc cầm một cái tô vít thì mình lùa nó lên. Những cái này là chi tiết này nó rất là kít anh em nhé, anh em phải lưu ý. Bây giờ anh em sẽ lùa để anh em xoay. Anh em sẽ xoay cái này. Đấy. Khi nó vào được rồi thì anh em phải ấn nó xuống. Ok. Rồi bây giờ anh em sẽ gõ nó xuống để cho nó xuống. Đó, rất là đơn giản thôi. Và bây giờ anh em sẽ thử xoay. Anh em thử xoay thì cái này nó sẽ chạy lên để xuống nhé. Đó. À. Khi anh em lắp xong bộ số thì anh em xoay như này thì nó sẽ... Đó. Anh em thử xoay. Đó. Như này là mo rồi đó. Như này là mo thì cái này nó sẽ không quay. Anh em sẽ xoay sang số khác thì cái trục này nó sẽ quay thì nó sẽ là số 1. Đó, số 2, số 3, số 4. Đó, mo rồi ạ. Số 5 và số, đây là số mo. Đó, đây là cái cách lắp này rất là đơn giản. Và bây giờ nó sẽ có thêm một cái lò xo ở trên nữa, là lò xo giảm chấn ở cái trục ở đây. Cái ắc ở đây thì anh em có thể cho một tí mỡ này vào. Anh em thả vào đây thì khi anh em lật lên lật xuống như này nó không rơi cái lò xo này ra. Ok, rất là đơn giản thôi. Đó, và bây giờ là còn một cái bước tiếp theo nữa. Thì ở đây thì trên cái xe Exciter 150 này nó đã làm thêm một cái đối trọng. Đó, thì cái đối trọng này thì anh em lắp là rất đơn giản thôi. Anh em chỉ cần xoay đây thả vào đây là xong. Đó, nó sẽ quay như thế này. Thì khi cái bả biên của mình nó sẽ chạy ra đến đằng này thì cái này nó sẽ nghiêng góc ra đây để nó đối xứng. Đó. Và cái này nó sẽ quay nhé. Cái này nó sẽ quay thì cái này nó cũng quay theo. Ở bên phía trên này nó sẽ có cơ cấu bánh răng để nó quay sao cho nó không, hai cái này nó không đụng vào nhau. Đây, nó không đụng vào nhau như này. Đó, nếu mà như anh em lắp sai thì nó sẽ bị đụng vào nhau như này. Ok. Cái cách thức lắp này rất là đơn giản thôi.
Giờ còn lại là bây giờ anh em sẽ lau sạch cái này đi và anh em bôi keo lên. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em luôn, đây là mình sử dụng cái keo của Liquid Gasket. Đó, đây là keo xịn nhá. Keo này thì nó sẽ giống y cái keo ở trên cái xe Exciter mà họ sản xuất theo nhà máy nó đưa ra đấy. Thì cái keo này nó giá thành nó cũng rẻ đấy. Ở đây nó có cái tem chống hàng giả này anh em này. Đó, ở đây có cả mã cào hẳn hoi luôn. Đó, đây. Anh em nhớ là mua cho mình cái keo Liquid Gasket ở đây. Đó, keo chuyên dán răng. Ok, cái clip vừa rồi ấy, thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ với anh em cách lắp cho mình cái bộ số này đơn giản và nhanh nhất, hiệu quả nhất, ai cũng thể làm được, kể cả những anh em là mới học nghề cũng đã làm được một cách đơn giản và gọn nhẹ. Anh em chỉ cần cho từng cái một chứ không cần là bê cả cụm thả vào như thế ấy. Thì cái những cái đồ này nó chi tiết này, độ khít nó rất là cao, anh em rất khó lựa. Nếu anh em cũng khó lựa như thế thì nhiều anh em cũng hay lấy búa anh em đập vào đây này, như thế là cực kỳ nguy hiểm, không được cho phép nhá, không cho phép là đập búa vào đây. Đó, về kỹ thuật là không được phang búa ở đây anh em nhé. Đó, thì rất là đơn giản rồi. Ok, xin chào anh em, mình là Kiên Motul. Nếu anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Thì cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái bộ côn ở đây. Và mình sẽ cho anh em biết một cái bí mật về cái bộ côn này. Ok, xin chào anh em, mình là Kiên Motul.